Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Và tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Bình luận viên Quang Huy, U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Ả Rập Xê Út trong hiệp vụ. Bình luận viên Quang Huy cho rằng U23 Việt Nam đủ sức kéo U23 Ả Rập Xê Út vào hiệp vụ và tung đòn đánh bại đối thủ trong khoảng thời gian này. U23 Việt Nam so tài với U23 Ả Rập Xê Út trong trận tứ kết U23 châu Á lúc 23 giờ tối ngày 12 tháng 6. Đội bóng huấn luyện viên Gong Okion chưa từng gặp U23 Ả Rập Xê Út ở sân chơi châu Á. Tuy nhiên, U23 Việt Nam từng gặp nhiều đại diện Tây Á như U23 Iraq, U23 Qatar và có kết quả tích cực. Tuy nhiên, U23 Ả Rập Xê Út đang là đương kim Á quân U23 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Saras Asteri là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch nhờ phong độ ấn tượng với 3 trận bất bại ở vòng bảng. Cửa thắng của U23 Việt Nam U23 Ả Rập Xê Út là đối thủ mạnh toàn diện, cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, đúng với biệt danh Brazil châu Á mà giới chuyên môn đánh giá về họ. U23 Ả Rập Xê Út có mảng miếng phối hợp hay, tấn công đa dạng, có thể ghi bàn ở bất cứ vị trí hay khoảnh khắc nào. U23 Việt Nam phải phòng ngự cảnh giác ở trận đấu này, biểu luyện viên Vũ Quang Huy chia sẻ. U23 Ả Rập Xê Út bất bại ở 3 trận vòng bảng, giành 7 điểm và ghi 7 bàn trong các cuộc đấu so tài với U23 Nhật Bản, Tajikistan, UAE. Đội bóng huấn luyện viên Anseri được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự khi chưa thủng lưới bàn nào ở vòng bảng, điều chưa từng xảy ra trước đó trong lịch sử giải đấu. Theo bình luận viên Quang Huy để đánh bại U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam cần những giải pháp tấn công mới mẻ. Ở vòng bảng, các học trò của gông Okion ghi 5 bàn, tất cả được châm ngòi ở cánh trái bởi những chân chạy biên chất lượng như là Phan Tuấn Tài hay là Nguyễn Thanh Nhân. Không lại chiều U23 Việt Nam nhập cuộc với thiên hướng tấn công, bởi đôi khi tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Giữa thời huấn luyện viên Gong Okion khó nói trước U23 Việt Nam chơi thế nào. Tuy nhiên tôi cho rằng nên chơi thận trọng bởi đôi công là lựa chọn nguy hiểm. Tôi chờ đợi U23 Việt Nam có những biến đánh mới mẻ khiến đối thủ bất ngờ. Những trận trước Việt Nam có những nét mới lạ trong cách chơi, có thể U23 Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ nhờ chất lượng đội hình đồng đều, nhưng phải trong khuôn khổ chiến thuật biết người biết ta, chơi cẩn trọng và không nên tấn công mạo hiểm, bình luận viên Quang Huy chia sẻ. Chuyên gia gạo cội của VTC cho rằng U23 Việt Nam nên tạo ra thế trận rằng co dai dẳng để kéo đối thủ vào hiệp phụ, giúp tận dụng ưu thế thể lực do được nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày, cùng tính bất ngờ trong lối chơi để đánh bại U23 Ả Rập Xê Út. U23 Việt Nam từng so tài với nhiều đại diện Tây Á ở các giải trẻ, điều này tiếp thêm cầu thủ sự tự tin. Ngoài ra các đại diện Tây Á thường khó duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút mà thi thoảng có những lúc mắc sai lầm. Nếu chơi kiên nhẫn và dinh dập, U23 Việt Nam có thể làm nên chuyện. Cơ hội đang là 50-50 cho hai đội. Nếu dìu trận đấu vào hiệp phụ, đội bóng huấn luyện viên Gong Okion có thể bung đòn. U23 Việt Nam có ưu thế về thể lực do nghỉ nhiều hơn một ngày. Huấn luyện viên Gong đang tích cực xoay tua cầu thủ, giúp học trò có sự hưng phấn khi được làm mới mình ở những vị trí mới. Đồng thời kích thích cầu thủ luôn nỗ lực hoàn thiện để cạnh tranh. Tôi tin rằng U23 Việt Nam tạo ra thế trận giằng co và thắng trong hiệp phụ. Để có những tình huống phục kích bất ngờ trước Ả Rập Xê Út, vai trò của cầu thủ đá biên rất quan trọng. Tôi kỳ vọng các cầu thủ này chạy biên như hậu vệ, tiền vệ cánh tiếp tục tỏa sáng ở trận này. Bị lợi viên Quang Huy phân tích. Sức mạnh là lối chơi tập thể. Nhìn nhận hành trình vòng bảng của 23 Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng đội bóng huấn luyện viên Gong Okion đang góp phần giúp bóng đá Việt Nam xây dựng thương hiệu về phòng ngự. U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam không còn dễ bị bắt nạt khi bước ra sân chơi châu Á nhờ nền tảng phòng ngự chắc chắn và kỷ luật. Bóng đá Việt Nam đặc biệt ở cấp độ trẻ đang dần xây dựng thương hiệu phòng ngự khi đương đầu với những đối thủ mạnh hơn. Hệ thống phòng ngự của 23 Việt Nam rất tốt, bao gồm hệ thống pressing phòng ngự từ xa, cách điều tiết nhịp độ trận đấu, thời lực tốt, cầu thủ bọc lót cho nhau tốt, các kỹ năng phòng ngự ấn tượng, đồng thời luôn sản sinh các trung vệ hay. Năng lực phòng ngự của các đội tuyển U23 đến tuổi quốc gia được duy trì và khẳng định ở các sân chơi lớn. Australia, Hàn Quốc hay Nhật Bản muốn thắng chúng ta cũng không dễ dàng gì. Nguyên tổng thư ký VFF chia sẻ với VTC News. Ông Phan Anh Tú cho rằng điểm nổi trội của U23 Việt Nam đó là lối chơi tập thể. Năm bàn thắng của đội vòng bảng được thực hiện bởi năm cầu thủ khác nhau, xuất phát từ tuyến tiền đạo lẫn hậu vệ. Đây là chìa khóa để U23 Việt Nam mở cánh cửa vào bán kết. bởi đối thủ sẽ khó lường trước đội bóng huấn luyện viên Gồng có thể bùng nổ ở vị trí nào. Huấn luyện viên Gong hiểu rằng các cầu thủ U23 Việt Nam có kỹ thuật cao, thể lực tốt, đang có tinh thần tốt sau trước vô địch SEA Games. Do đó, ông tạo ra lối chơi phù hợp với năng lực cầu thủ đang có trong tay. Sự tự tin là yếu tố quan trọng để các cầu thủ thích nghi tốt với chiến thuật của huấn luyện viên Gong. U23 Việt Nam dám lao lên phía trước, dù chơi với đối thủ mạnh đến đâu, U23 Việt Nam cũng dám pressing tầm cao, gây áp lực cho đối thủ. Đội bóng huấn luyện viên Gong có sự cơ động, dựa vào yếu tố tập thể nhiều hơn nếu nhìn đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo, ta thấy dễ dàng phẩm chất ngôi sao của một số cầu thủ Quang Hải, Hồng Dũng, Hoàng Đức. thì đội bóng huấn luyện viên Gong trình diễn lối chơi tập thể đồng đều, không có cá nhân nào hoàn toàn nổi trội. ông tú kết luận. U23 Việt Nam chạm trán Ả Rập Xê út tối ngày mai 12 tháng 6, mà nếu chiến thắng thầy trò ông Gong Okyong sẽ so tài với Australia hoặc Turkmenistan ở bán kết U23 châu Á. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ ra chìa khóa giúp U23 Việt Nam vượt khó trước Ả Rập Xê Út. Quý vị và các bạn thân mến, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc tin rằng U23 Việt Nam sẽ thể hiện được bản lĩnh, ý chí thi đấu như cách đã thể hiện trước Hàn Quốc, quả đó gây bất ngờ cho U23 Ả Rập Xê Út trong tứ kết U23 châu Á 2022. U23 Việt Nam pressing hiệu quả 23 giờ đêm ngày 12 tháng 6, U23 Việt Nam gặp đương kỳ má quân U23 Ả Rập Xê Út ở trận tứ kết giữa U23 châu Á 2022. Sức mạnh sự đồng đều của U23 Ả Rập Xê Út là khỏi phải bàn. Với những gì thể hiện ở vòng bảng, tháng 2 trận trước U23 Tajikistan 5-0, U23 UAE 2-0, hòa không đều trước U23 Nhật Bản, U23 Ả Rập Xê Út với thể hình, thể lực, kỹ thuật tốt, lối chơi đầy tốc độ, sẵn sàng xuyên thủng mọi hàng thủ với vai trò của bộ ba Ayman Jaha số 7, Turki An số 10, Turki An số 17. Trận đấu tới, U23 Ả Rập Xê Út không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Saus Abdul và tiền vệ Ibrahim Manashi bị treo giò vì thẻ phạt. Tuy nhiên, họ có sự bổ sung của hai tuyển thủ quốc gia, chủ về Hassan Tamati và tiền đạo Firas Al Burakan. Những người vừa cùng đội tuyển Ả Rập Xê Út thi đấu giao hữu với Colombia, Venezuela. Bên phía U23 Việt Nam, huấn luyện viên Gong Okion cũng có sự trở lại của tiền đạo danh chung sau khi bị chấn thương ở trận gia quân gặp U23 Thái Lan. Trao đổi với dân Việt trước trận tứ kết, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: Rõ ràng U23 Việt Nam mạnh hơn U23 Việt Nam về mọi mặt. Chắc chắn họ sẽ chủ động tấn công áp đặt khi nhập cuộc và gia tăng sức ép mạnh mẽ với quyết tâm có bàn thắng sớm. U23 Việt Nam sẽ phải cố gắng chịu đòn trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp 1 như đã đối mặt trước Hàn Quốc. Tất nhiên, đây là một trận knockout nên tính chất rất khác vòng bảng. U23 Ả Rập Xê Út cố gắng tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để ghi bàn. Nhìn nhận rõ sức mạnh của Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng không có cách nào khác, U23 Việt Nam buộc phải tập trung khả năng phòng ngự nhiều hơn, đá pressing trong một vài thời điểm. Khi hàng thủ đối phương dâng cao, chúng ta pressing thành công bên phần sân đối phương sẽ mở ra cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Việt Nam có lợi thế về tâm lý. Phân tích kỹ hơn, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng về lực lượng, yếu tố chuyên môn thuần túy, U23 Ả Rập Xê Út vượt trội so với Việt Nam. Nhưng về mặt tâm lý, điều quan trọng nhất ảnh hưởng lớn tới diễn biến trên sân đối với lứa U, U23 Việt Nam lợi thế hơn Ả Rập Xê Út. Thêm nữa chúng ta được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày. Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2022, không ít người lo lắng U23 Việt Nam dưới thời tân huấn luyện viên Gong Okion. Nhưng càng đá, Việt Nam càng cho thấy bản lĩnh sự tự tin, những bước trưởng thành rất nhanh. Không hề có cảm giác e ngại nào cả. Trước mọi đối thủ, Việt Nam tự tin cầm bóng thể hiện mình. Khi vào tới tứ kết, tôi cho rằng gánh nặng tâm lý của Việt Nam được giải tỏa. Vì các cầu thủ cố gắng chơi, tận hưởng những phút thi đấu với đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, chắc chắn U23 Ả Rập Xê Út rơi vào trạng thái nóng vội, tâm lý đè nặng khi thời gian trận đấu trôi đi mà chưa ghi được bàn thắng. Huấn luyện viên Gong Okion hiểu rõ điều đó nên cố gắng cùng học trò cầm hòa không đều trong hiệp 1. Sang hiệp 2, chúng ta có những cơ hội rõ ràng hơn từ những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Trong thành phần U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhìn nhận các chân sút đang ngày càng hoàn thiện khả năng. Đó là Nhâm Mạnh Dũng đi bóng khéo léo, dứt điểm bằng chân và đánh đầu rất tốt. Đó là Nguyễn Văn Tùng với khả năng dứt điểm một trạm quyết đoán. Ở hai bên cánh, những pha đi bóng tạt bóng của Văn Đồ, Tuấn Tài cũng hứa hẹn khiến hàng thủ Ả Rập Xê Út lúng túng. Việc Ả Rập Xê Út thiếu vắng hai chân sút bị treo giò, theo tôi là không ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Họ có dàn cầu thủ đồng đều chất lượng, lại vừa bổ sung thêm hai tuyển thủ quốc gia. Vấn đề của 23 Việt Nam đó là cố gắng trụ vững trước những đợt tấn công dồn ép mạnh mẽ trên mặt sân của đối thủ. Sau đó chúng ta có cơ hội trả đòn. Tôi hy vọng trong một trận đấu các cầu thủ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình cộng với may mắn, Việt Nam có thể cầm hòa sau 120 phút tỷ đấu. Đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu phân thắng bại đã là thành công của U23 Việt Nam. Khi đó điều gì cũng có thể xảy ra, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chốt lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.